Sáng ngày 26 tháng 10, Đảng ủy phường Quang Trung long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự phường. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự chỉ đạo. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy phường Quang Trung đã công bố và trao quyết định thành lập chi bộ quân sự phường. Chi bộ quân sự phường Quang Trung có 9 đảng viên, đồng chí Vũ Thị Hồng Nhung, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung được chỉ định làm bí thư chi bộ. Như vậy đến nay Đảng bộ phường Quang Trung có 20 chi bộ trực thuộc với trên 1.200 đảng viên. Quá trình thành lập chi bộ quân sự được Đảng bộ phường quan tâm chỉ đạo sát sao, rà soát củng cố kiện toàn đội ngũ theo hướng dẫn số 24/HCBTCTV ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Việc thành lập chi bộ quân sự phường Quang Trung nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chi bộ quân sự phường Quang Trung khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, đi vào hoạt động hiệu quả, nề nếp, kịp thời ban hành quy chế hoạt động, phân công phân nhiệm cho từng đảng viên, xây dựng kế hoạch của chi bộ gắn với thực tiễn tại cơ sở. Chi bộ và các đảng viên cần thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị trong việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phường Quang Trung ngày càng vững mạnh, chú trọng giữ gìn đoàn kết trong Đảng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, tinh thần xung kích của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong muốn Đảng ủy phường Quang Trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chi bộ. Chi bộ các khu phố, trường học và công an phường làm tốt công tác phối hợp để chi bộ quân sự phường thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ,